Một chút nữa. Tăng nữa. Kệ không chế đang hết rồi. Trong học. Bồi. Cũng gì. Sơn. 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 Tức là tối ngày như vậy đó hả? Con ngồi con chơi này chơi kia hết bánh này tới bánh nọ vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, nó ăn quá, thầy nó dư ra cái răng rồi đó, nhăn răng cho bụng dọn coi. Nhăn răng coi. Thầy vô, thầy vô, thầy vô. Bớt ăn lại cái răng nó mới đẹp. Cái răng nó mới đều. Ăn quá trời, cái miếng kia nó chưa kịp cho ta ăn cái quất miếng nọ vô nè. Răng cái vô cái sao kìa, thấy chưa? Con ít ăn lại chút. Tối mày. Hả? Quả ấu đúng không ạ? Đi dư nói gì nữa? Kìa. Con đưa bàn chân theo bộ rờ bàn chân con với anh. Không dốt vô. Không sao đâu, không sao đâu chú ơi. Chú nghĩ là ấm tốt cho anh tới. Mày bệnh ai chứ tức bị bệnh. Mày bệnh chứ đâu phải mày chọc cái gì khuya. Mày bệnh mà. Cái đó là do nè, sư thẩm và nghe nè, là do từ cái thói quen. Thói quen của mày. Không có ai làm bạn với con. Không có ai nói chuyện với con. Tối ngày cái ấy, thí dụ cha mẹ hoặc là bà con ta nói ủa cho con nhỏ đó cho khùng điên mà. Tại là ít có nói chuyện với con. Đó, thành thử ra con không có mở được cái tâm của mình cho ai chân á. Rồi con bị sống bằng cái nội tâm của mình lâu đó. Quen đó. Thành tử ra nó bị ức chế. Chứ còn con hả? Đúng ra có một người bạn trai thương yêu con. Chiều chiều mát mát chở đi Cao Lãnh chơi vòng đi ăn kem đi uống nước gì đó cái về. Chú dắt luôn. Bữa nào phái đi mua đồ. À có một ba anh chàng nào đó ha. Nhào lại có đi xe cho chiến đấu. Chở đi ra siêu thị mua đồ. Ngon lành không? Bữa nào giọng dẻo có anh chàng chạy rồi vuốt ve năn nỉ cho danh luôn. Con nỉ mày thì mới được. Ông ấy là con không làm con nỉ mày được. Cái gì? Mày cái gì? Cái con khác con mày mày. Cái gì? Chủ gì? Sao? Không nổi lên cái duyên của nó rồi đó. Như không có đuôi đau quá nó lựa. Cái chỗ này tốt lắm này. Bằng gỗ mụn nè. Gỗ mụn đấy. Sư tu là biết bao nhiêu chú nguyện trong này rồi. Nè Mô Mật, con có pháp danh chưa? Chưa. Con tên gì? Con tên Thu. Cái gì? Con tên Thu. Thu vậy hả? Họ gì? Họ gì? Thu. Nói tiếng cho sư nha. Tên gì đàng hoàng đi. Nguyễn Thị Tiết Thu. Tiết Thu quá. Liên Nguyễn Thị Tiết Thu. Mày không kể gì cho mẹ mình tội lên. Mình khổ quá à. Mẹ mày cần gì nha. Giờ chị chưa muộn đặt cho con pháp danh là Thiện Ái nha. Tình đẹp á, chịu đi. Chứ còn nữa. Thiện ái rất đẹp. Nhìn vô mày. Ừ. Tức là cái coi bình kinh. Cái tâm bình của mình kinh đó, chứ không phải là nó là thiện. Ha, rồi. Xả tay đi. Chắc tay đi con để nè vốn tiền hay vậy. Không cần gì đó. Rồi, chắc tay lại đi. Bỏ đầu xuống chắc tay này vào đi. Bỏ ông phóng xuống đi con. Chút cầm. Ăn bánh hủ xì khui mà ăn bánh hủ xì chọc chọc đi người. Không được nói tiếng đó. Chắp tay đàng hoàng. Thưa sư phụ. Con nói theo. Thưa sư phụ. Thưa sư phụ. Sư phụ đừng nói tiếng đó. Đi cây. Con nói nè. Thưa sư phụ. Thưa sư phụ. Con. Mình làm biết. Con pháp danh thiện. Thiện ái. Thiện ái. À, xin làm đệ tử của sư phụ.
xin lòng nữ phụ đệ tử tấn phụ à rồi nói rồi. Rồi giỡn thẳng tôi nè ông ơi ngay thao sư kìa rồi xá cho bộ một cái mày đi mày rồi nó lại tốt lắm mày luôn lắm rồi đâu đây nè cái chay nữa giật chay nữa tôi đau rồi tôi dậy nè nói rồi không cho mẹ vô mày mày lên suy nghĩ. Đẹp đó thôi. Cái sao chỗ đẹp. Thì ngái, từ dẹp lên kia thì ngái. Cô ra cô bức cho thầy cái lá xả. Dạ. Cái lá xả thầy thấy kìa. Cái lá xả ở đâu cô? Đây. Đây có cái lá xả. Lá xả nhà mình ha. Con không biết nè, trang bức đại nắm đi con. Được rồi con, được rồi con. Lá xả nè, không biết sư làm gì đây. Đâu cô đem đi cho sư rồi. Con để bánh nó đi. Con bánh kia đi. Chút qua cho nhìn nữa. Chắp tay lại. Chắp tay lại. À, hai tay ôm vô nhau. Ôm vô nhau vậy nè. Ôi mày. Làm bắt cây. Lắng trả mới. Rồi, vậy nào, rồi, để vô. Để vô, rồi, dùng tay này. Để đây, mình. Vậy, vậy, mua ra. Để đây, để đây nè, không cho nó xuống nè. Để đau. Để tưởng đau. Đau gì, thì ngồi chết 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 chết. Để ngồi chết chết chết. Đau gì. Thẳng ra. Ngứa đó. Chút chiêu nữa. Không xả ngứa gì. Ngứa gì mà ngứa? Đau, nó đau không làm nhỏ gì khổ mày. Ông à. Cầm làm đi. Cầm làm đi chút rồi. Từ đó cho. Từ đó tôi coi cho. Nó cấu chứ cấu gì. Có đồ gì. Cô bắt con sen thì ăn cơm nghỉ mày. Khâu này cũng phải vô quẩy quá. Cho nó ăn nhiều. Đâu cái gì chút, chút ăn, đó. Chút ăn, lát ăn. Chút cho nhiều. Nó ăn nhiều lắm. Để cho nhéo rồi. Chút xíu à. Chút xíu sư. Cho người tìm chích ngừa, tìm người cho đo lấy chích ngừa, chả một bánh tao lấy kéo tao cua người cũng xin, cũng xin tao, mày cũng tiền kia mày, chả chích ngừa, cái này đau cái gì con nhỏ này, đau cái gì nó đau mà nó cười, đau mà nó cười chạy nó mắc mày đau, đau mày cười mày giỡn á, mày không chịu, đây đây sư đo giùm cho, rồi rồi cho nó chích ngừa, cho chích ngừa, cho sư ít có lên lắm, sư lên lâu này không có gạch sư rồi nữa đâu. Sư không phải mỗi ngày mỗi gặp sư nổi đâu. Sư ở xuống xe á. Thằng này nè nó thương con nè. Thành ra nó mới xuống nó triệu sư nó năn nỉ sư nó rước sư lên nè. Chứ sư không phải mà mỗi đứa mà mỗi đi đâu. Đau không làm họ đau không làm. Đau cái gì mày đẹp cái con tay đó. Không phải tức mặt máu như mày. Không phải đau. Đây 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 sư đỡ cầm cái giờ lại nè con lại tay lên. Chích người đó. Đi chích mình bố. Chích người bố bốn giờ. Đúng rồi. Cho mẹ là cho mẹ là chích người đó chịu chích xã chị không chịu đó ta làm được mày làm không được mày biết mày nghe ba chè là có gì đâu nghe tưởng đâu gì là tước tước máu luôn làm mày nghe nè ta làm vậy vậy đâu mà nè làm đây mày xè ra không à đó đâu có gì đâu đâu có đau đâu không đó thấy không đâu có đau đâu đó đâu có đau đâu thấy không có đau không đâu có đau gì đâu ừ, không có đau không có đau không có sao hết trơn sợ là khen rồi không có sao đó thấy không nó xe ra đi con rồi nữa không im tay nữa mát mát tay nữa thấy không mát không tóc da luôn
Đâu gì á? Chào da đâu đâu. Ngựa đó. Sao chích người vậy đó, lòng lạo lạo bắt đầu cái bữa cỡ chứ chích hoài vậy đó. Dạ. Phải chích ngừa hả? Ừ, bắt đầu chích con gà vậy đó. Ờ. Đây con cầm đây xem. Suy nghĩ nó vậy đó. Ai nói gì kệ người ta, đúng không có cái gì không sư. Ai nói gì kệ người ta. Ai nói gì nói gì kệ người ta. Ai nói gì nói gì kệ người ta đi, không có bằng bằng tâm cũng như vậy đọc đó. Kệ người ta. Đấy vậy này. Theo cái đuôi nhé. Theo đuôi thôi, cậu không biết. Đây 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 cô. Ở trên đầu. Ở trên ngay đó đó, đúng rồi, ngay thẳng lên, thẳng lên. Thẳng ngay lên. Thẳng. Vậy vậy đúng không sư? Vậy sao? Ở trên thẳng. Gì? Gì gì? Nút đá ở trên. Nút đá đứng lên. Một khát nước. Không chưa. Trời, đứng lên nữa mà. Cầm này cho á, cầm này cho. Chẻ tay ra. Nếu mà đợi không chỉ bất bệnh chứ gì. Thứ của mày không chỉ đổi tình mày kỳ. Ôi. Ừ. Thơm gì là thịt cá gì bún nặng cũng thơm, thịt cá gì. Em này suốt đời này vậy luôn vậy đây hả sư? Ừ. Cái gì suốt suốt cậu cái này là do cái nghiệp quả chứ không phải là do cái bệnh phát sinh. Nó không phải là bệnh gì hết trơn á, không phải mà tự nhiên nó bệnh nó sốt lên mà nó bị vậy, không phải vậy. Tự nhiên các con thấy nó chuyển đổi từ nói đúng đó. Chứ không phải là mà ngồi cái nó bậy. Mày đó, rõ nè. Mày biết nấu, thích bệnh thì học cơm nước. Căng căng quả chứ đâu phải là bữa nào bắt con vô đồ. Sư căng quả. Vậy là căng đó hả sư? Căng bây giờ này ừ, sư nói con nghe ha, thí dụ bây giờ nói con nhỏ này. Nắm cho anh chút. Như nhỏ này mà con đem ra bệnh viện ha. Con nói là khám bệnh coi nó có bệnh gì chăng á. Trong bệnh trong mấy của nó khỏe muốn chết luôn. Nó ăn coi nè, nó ăn tối ngày sáng để mà nó ăn như thế, nó khỏe như thế, nó nói chuyện như thế, nó không có cái gì mà bất quá là vậy. Cái nói chuyện của nó bị vọng tưởng chen vô nhiều quá. Chúng ta cũng bị vọng tưởng nữa. Nhưng mà vọng tưởng của chúng ta là những người sống bình thường. Còn đây là vọng tưởng của một đứa nó bị cuồng. Gọi là cuồng tưởng là chứ không phải là vọng tưởng bình thường như chúng ta nữa. Nó lọt vô cuồng tưởng. Lúc vậy lúc khác. Cái lúc nó cũng đúng vậy chứ không phải sai. Nhưng mà cái lúc sai nó sai dữ lắm.
Cái này nó lắp bắt đầu có nhiều khi nó nóng giận, gọi là cái lúc nó phóng giận đó thì tránh đi. Khi nó phóng giận nó phá nhà phá cửa đó là lúc đó là tránh đi, tại vì nếu mà các con mà chống lại thì nào nó làm được dữ chừng đấy. Không có chống lại lúc phóng giận. Mẹ quào rồi con cũng dám, con nó nói giờ con dùng con quào quốc con mày. Càng dưới là sư dạy con nghe nè, con làm đệ tử của sư đó, cái cơ bản là con phải hiếu đạo. Thì sư độ cho, tối sư tụng kinh này kia sư kêu tên con, sư độ cho, là bắt đầu là con phải có hiếu, không có được quánh lợi cha mẹ là một, cự lợi quánh lợi là không được phép, nghe lời cha mẹ mới được, đâu có ai gì chồng lận gì ghẹo gì con đâu. Ai chọc mình quạo mình má, chứ còn không quạo mình lấy gì mà mình quạo. Nhưng mà con cố gắng đừng có quạo, biết không? Mày quạo đó mà. Bây giờ vậy, bây giờ vậy sư nói con nghe. Bây giờ nói ở gia đình, nhuộm cái phần tóc là lợi trắng nó đen luôn cho con chịu không? Chịu. Chịu không? Nhuộm trắng luôn. Chứ ai chọc cái gì quạo quạo mày. Mày. Chịu không? Chịu đâu. Nhớ này nó ngặt, phải có anh chị em bạn gái khích bên đó. Đó, rồi cái xóa dần cho nó. Xóa dần trước con mắt của nó đó. Nó bị tiêm nhiễm từ cái dấu đó, từ nhỏ tới lớn luôn. Nó nghĩ là nó có một cái loại thần quyền. Nó thâm nhập. Thành ra nó bắt đầu nó thâm nhập vô trong cái gọi là ngũ ấm của nó. Nó trở thành một cái loại ma tâm. Mà như vậy nó nhập quá lâu rồi. Bị chứ bệnh đi, ma tâm. Quá lâu rồi, nó nhập ma tâm quá lâu rồi. Cái gương mặt nó trở thành bình thường rồi. Nó đâu có gương mặt đâu có ngu nghe ngơ vậy. Nó đâu có mà nó tự nhiên nó không có đến để ý cho mình. Cái não của nó khác mình. Hiểu không? Nó tự nhiên hơn, nó không có những cái lễ nghi khuôn phép như mình. Nhưng mà phải có một người giống như người chị, người em là người phụ nữ, con gần gái, nó, con gái. Gần nó, gần chăm sóc nó, hoặc bây giờ mẹ nó cũng vậy nè, thay đổi cái chăm sóc. Đi ra chỗ này chở nhiều hỏi lắm. Thỉnh thoảng ra ai khỏe mạnh ra, chở nó vòng đi chơi chung định, cho nó vui. Cho phay khỏa. Chơi lắm, đó, để cho nó hòa nhập. Nó hòa nhập từ từ, cái nó về. Nó nhớ tới cuộc vui đó không à, chứ nó không nhớ chuyện là bậy nữa. Đó rồi những cái cuộc vui nó thay đổi lần, nó thay đổi lần những cái trần cảnh của hiện hữu nó, tại vì nó có cái cảnh riêng trong não của nó, mình không có biết. Đó, thành thử ra mà thay đổi chỗ nào nó ham thích con này là mình tính nó như con nít con gái vậy. Dẫn đà mấy vỗ chơi, mua búp bê, mua bong bóng, mua đồ chơi cho nó chơi như con nít vậy đó. Phải chơi bóng không sao? Phải chơi bóng. Nói chung là đồ chơi con nít, con gái mua cho nó. Dạ dạ. Thầy biết đó. Con nghĩ mày. Thầy từ từ đâu ra đi là mình có hồi quả trước làm sao mình làm sao làm sao á. Chốt đi công nghĩa cái chốt tâm. Mày đi mấy là thầy kia lại kêu về con một đầu ta trước với thầy kêu về đi. Về cúng lại đi nhỏ này vậy hoài nó hết căn chi mình hết căn chút bỉnh. Cho quá, mừ hết chừng ba. Còn 7 thì cũng như không. Dạ. Bây giờ cũng 7-10 rồi. Thì hết căng chi cũng còn 7 ba phần. Đỡ ba phần. Cha mẹ biết tu hành thì đỡ. Còn không biết nghe. Tệ hơn nữa. Kêu kia nói vậy đó. Nói thầy nói vậy đâu. Dạ. Ai cũng nói vậy đó. Nhưng mà cái biện pháp sư thầy nói là chú chưa có áp dụng. Chú chưa có áp dụng. Giống như là phải có một người giống như bầu bạn mới được. Đi cũng đi kia kêu đi chở đi cho mình đi mà lo mà mướn đi mạnh chứ đâu chở hoài. Ít có qua thời gian ha. Như bệnh kia bệnh gì ca gì cái gì nè thường thường kêu bệnh gì nè nãy đúng rồi còn cái gì đó gọi nhưng mà là con bảo đang một lần con bà Thảo có bị trầm cảm á. Dạ. Trầm cảm bao lâu cái ngày gì luôn dòm sư dữ con nhớ năm nay nó là bao nhiêu tuổi 25 hả 25 tuổi sống con người ta rồi có chồng có con rồi nó không có biết cái gì chân á nó không có biết cái gì chân á khoái chết ngừa nó biết không vậy nó biết ma cỡ nó biết ngại nó biết là chữ này nó không làm vậy
không có biết cái gì vậy nha, con nít vậy đó, nó có làm giống gì nó làm à, nó có làm giống gì đó làm. Đi theo sư ở với sư đi cúng kiến lạnh cũng làm nhiều lắm, cúng kiến luôn nha. Chị không chỉ là tính con, tối tối với sư đọc kinh cho nghe. Cốc của sư chữa giờ nào không nổi đâu á. Cốc của sư có chút xíu à. Nói cho vui vậy ha. Chứ còn thì thật ra nếu mà đúng là gần đó, gần đó nó chạy qua chạy lại được. Hoặc là sư chạy tới chạy lui được. Thì đó thầy trò mới hướng dẫn nhau. Thay vì con ở đâu quậy chạy về sư. Lợi sư là lấy bánh ăn này kia rồi tụng kinh. Đó dụ theo gì kiểu như dụ con nít vậy á. Rồi nó mới tỉnh hồn, tỉnh vía lần lần lại. Từ từ thích nghi lại. Chứ còn như vậy không có được. Không có phải, con này nó đâu phải thất tình, thất ngại gì. Nó không có phải thất tình, mình nó không phải... Nó không có bệnh gì hả sư? Không có bệnh gì hả sư? Nó tự nhiên nó chuyển cái tâm nó vô đó à. Thấy nó ngồi mệt, nó thấy nó ba lát. Chứ nó đâu có nói ai nhập nó hả? À. Có nói gì đâu có nói ông lớn bà nhỏ nào mà nhập đâu. Ma tà gì chứ không? Đâu có ma tà gì mà nhập nó đâu. Ma tà. Khi cái giờ mà lạnh á, lâu lâu có, khi giờ là nó sầm sầm, ấm lại không có, thì thôi thì có, ngày cũng dọn biết. Thì thực ra chính bản thân mình lớn tuổi vậy nữa, ngủ đừng có ráng giữ, đừng có cho cái chân nó lạnh, từ má cá cho chuông đừng cho lạnh, tối thà dầu đi mang vớ đi, chắc không? Nó ấm. Còn mấy đứa này thì nó khỏe, nó này coi vậy nó khỏe, cơ thể nó khỏe. Cái phòng của nó thì cũng ở gần với cha mẹ. Dạ, ngủ chung không ạ? Rồi, con này cho ngủ chung luôn. Con này như con nít vậy đó, cho bố ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Cha mẹ dễ chăm sóc. Con thì đánh nó hung vậy, nãy đầu muộn hoài. Dạ. Như nít vậy đó, hai con nhiều hôm đầu thì hung vậy, mừng lắm. Về đi mừng, hỏi về ba mừng. Mới về thì cũng nghe vui. Nói vậy, nói ba mừng có gì hả? Rồi, có bánh này kia rồi nè, khoái. Về khoái lắm, có bánh nào mà vui lắm, không có bánh nào lưu hậu. Vậy cho người ta có bánh nào vui lắm. Vậy có bánh ta ăn cho người ta chờ mà. Như là em đang đi làm thợ mộc hả? Làm hồ. Làm hồ. Phụ quá sư. Rồi. Chú làm hồ, cô ở nhà chăm em mà cô bị mắc bệnh tim nữa sao? Nhà nhà này nhà tình thương là cũng mới cất nè, chứ hồi xưa là nhà cũng sập sệ. Dạ. Nhà thợ hồ mới cất được nè. Cất sư. Nhà thợ thương ta cho nhà có tiền cất. Dạ. Thì đó cho tiền. Bánh xi ngon ăn khui mấy anh tao. Hai vợ chồng chỉ có đứa này thôi. Đưa một ra. Vậy ra nhỏ tới lớn nhau đưa một ra rồi. Mày bánh đó, mày đừng có tiếng nói nhỏ nhỏ. Con cha mẹ, mày không cha mẹ thì đeo mẹ một tí. Nó đeo cái cọng gì này nè, xin cho con không biết vậy đó. Nó quạo lên, nó giật ra, ta cho nhiều chiếu rồi, cho nó giật đục. Để thử ra vô, thử là nó có duyên hay thì nó tại. Sợ nó mất gió. Kệ đó, nãy cho nó rồi thì nó tự nó sử dụng. Ta cho cũng nhiều tuổi vậy nghe coi, tự nhiên bất cũng bất nào bất cả rồi đi làm lại đẹp cái con cái gì đẹp rồi. Đẹp hết bệnh nhớ pháp danh không Thu, em nhớ pháp danh không tâm pháp danh con diệu gì quên rồi. Tình nãy tên nó tên mới tên gì? Con cha mẹ mày bí biết mày có con cha mẹ hồi cháu anh thiện ái thiện ái thiện ái thiện ái sao mày con cha mẹ mày vô mày mày không thiện ái nghe con ta nghe không tức mày mười mốt kêu nó thiện ái thì không kêu tên kêu biết cho quen luôn. Kêu thiện ái đi cho nó quen đổi luôn mười mốt con kêu tên đổi luôn dạ đổi cái cách khác cho nó giờ mấy mốt cô với người dành cái thời gian nói chuyện nhiều hơn con. Để làm mẹ nhầm dẫn vô cài không bỏ nó luôn đó, tự trong mọi nhà mãn kìa đó, tự đi đâu nó gọi chuyện nó gọi làm giọng đó chuyện qua lại gì đó, mà cái đi chỗ này với kia mình tiền eo hẹp nó không trả gì được. Chiều 5 giờ mà anh chết mặn cơm chú. Sáu cũng phải 6 giờ là đi đâu giờ. Chú làm tới chiều mới về ha. Chú làm tới chiều mới về, mà nay là chú cái năm gỡ cơm nước cúng là tới 6 giờ rồi đi đâu giờ, mình biết vô mùng ngủ đâu có chở đi chỗ này đi kia được người ta. Bây giờ chỉ có cái là gia đình hả? Dạ.
nhẹ vậy đó, nhỏ nhẹ vậy đó. Tại vì mấy cái đứa cái kiểu này mình làm chung cho nó là quậy dữ cho nấy à. Thành thử ra nhỏ nhẹ với nó thôi. Gần gũi nó. Thằng yêu đó. Thì nó đỡ. Dạy cho nó tối biểu niệm Phật đi. Dạ. Nói về sư phụ dặn biểu niệm Phật. Tối tối đó. Rồi nó cũng đi, đi núi này về cúng mấy lắm bị mẹ quá luôn. Cúng mình trước người ta làm chắc mấy giờ có. Nè, bữa nào rảnh rỗi đó ba mà có chú Sa Đéc chơi đó con nói với ba chở con xuống với sư phụ chơi nha. 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 Bữa nào có duyên đó. Con mà muốn xuống thăm sư phụ đó. Nha. Rồi, con nói với ba. Ba hỏi thăm ba chở con xuống sư phụ chơi. Rồi thôi sư phụ giờ về nha. Thôi mau về. Dạ nha. Thiện ái. Đây kêu tên mới nha, pháp danh mới nha. Thiện ái, từ giờ sắp lên kêu Thiện ái. Nè. Thiện ái. Thu. Thu. Thu thì nghe. Cái kia chưa quen. Thôi anh về nha. Dạ đi con. Dạ. Chào sư đi con, chào sư. Chào sư đi con. Đi đâu? Chắp tay lại chào sư. Uống nước nhiều ấy mày bắt con sen vô chung chả mình nói nữa người mơ. Chắp tay lại chào sư cái đây. Chào sư phụ. Chào bố đó, ông sao cũng như. Đây cái tráng đây cho bố nè. Chào sư phụ. Con mày vậy đó. Mày con chào sư phụ đi con. Chắp tay lại. Chào. Chào bé. Khỏe con. Dạ con về cô chú ơi. Dạ.